nguyện ngày càng tưởng mình Giêsu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm, muốn sau bữa quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giêsu, mong sao biết rõ Giêsu, ước thấy huyết máu Giêsu tuôn rơi, tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi, ngày ngày học nhiều về Giêsu thôi. Tôi mong am chi thánh y sao thôi, giờ gì thâu đáo tịch hay ai ôi, là do giáo sư thánh linh dạy tôi, biết nhiều hơn về Giêsu, mong sao biết rõ Giêsu, ước thấy huyết máu Giêsu tuôn rơi, tưởng mình đấng đã chết thay vì tôi. Dạ, xin các vị mục sư cùng với tôi học trong Dân Nhất đoạn 2 từ câu số 15. Xin lỗi, câu số 12 cho hết câu số 14, tức là ba bốn câu kinh thánh. Tôi xin phép được đọc câu kinh thánh này. Dân Nhất đoạn 2. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi các trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ. Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chủ đề tôi đọc ở đây là sự nhận biết và hành động. Thì cảm ơn Chúa, thì ở đây thì nói về hai lứa tuổi, thì nhưng mà cái phần thì cảm ơn Chúa thì mà đang nói về hướng về hai lứa tuổi, nhưng mà cái bức thơ của sư đồ Giăng muốn nhắm đến hai lứa tuổi. Nhưng mà cũng hai phần chúng ta học buổi sáng hôm nay, đó là sự nhận biết và hành động, đó là điều rất là quan trọng. Thì cái phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói về sự nhận biết. Thì ở đây không phải, mặc dù cái sứ đồ Giăng nhắm về cái người cao tuổi, người phụ lão hay là người cao tuổi, thì cái vai trò hoặc là cái trọng trách của người lớn tuổi ở đây thì cũng nói đến là về cái sự nhận biết. Về cái sự nhận biết, nếu như mình đọc ở trong Lê Vi Ký rất là nhiều phần kinh thánh, có nghĩa là cái người cha, người mẹ, người con trong phục truyền cũng vậy, có nghĩa là phải chịu trách nhiệm truyền đạt lại lời Chúa cho con, cho cháu. Thì ở đây thì tại sao cái sự nhận biết thì phải nhắm đến hoặc là hướng đến người phụ lão? Vì cảm ơn Chúa, không phải là Chúa chỉ ưu tiên cái người lớn thôi mới được phép biết lời Chúa, không phải như vậy. Vì cái phần này thì nó mang tính gọi là rất là gọi là thứ bậc. Nói về sự dạy dỗ thì luôn luôn thì gọi là cái cách
cái cách chung của toàn cầu luôn luôn cái người lớn tuổi là cái người dày dặn kinh nghiệm hơn cái người trẻ. Ở đây mình không nhắm đối tượng nào ai, nhưng mà về lĩnh vực thuộc linh thuộc thể thì luôn luôn là cái người đi đầu, cái người gọi là sinh ra trước, thì cái người đó là cái người mà gọi là dày dặn kinh nghiệm, hoặc là nhận biết. Thì trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Thì sứ đồ dân nói là cái phần này thì muốn nhấn mạnh về cái vai trò, cái trách nhiệm của người đi trước thì phải có trách nhiệm như thế nào. Tại sao cái phần này thì không có nói rõ là sứ đồ dân nói là ta viết cho các ngươi nhưng mà không cụ thể là viết cái gì, nói cái gì. Nhưng mà cái phần này thì tôi học được là cái người đi trước hoặc là cái người đi đầu thì có cái trọng trách đó là sự nhận biết. Mà cái sự nhận biết ở đây thì sứ đồ đang nói rất là rõ, rất là nhiều điều về cái sự nhận biết, nhưng mà sứ đồ đang nói là cái điều quan trọng, điều cần thiết, điều quý giá nhất đó là nhận biết về Đức Chúa Trời. Trên thế giới này thì rất là nhiều gọi là siêu sao, gọi như rất là nhiều lãnh tụ về cái sự hiểu biết. Thí dụ như là nhà khoa học, nhà kỹ sư, nhà giáo sư thí dụ. Nhưng mà cái sự khôn ngoan họ hiểu biết về cái gì cũng là quan trọng. Nhưng mà cái phần đó thì chỉ hiểu biết về lãnh vực thuộc thể. Thí dụ như một nhà khoa học kỹ sư thì họ tạo dựng bao nhiêu cái gì gọi là hạ tầng trên thế giới này thì trong phi đưa thì nói là chỉ dành cho lửa, có nghĩa là mỗi công việc trên trần gian này một ngày nào đó thì sẽ chấm dứt. Nhưng mà ở đây thì sứ đồ dân nhấn mạnh là các ông nhận biết về Chúa từ lúc ban đầu. Đó là phần tôi muốn nói là cái phần quan trọng, cái giá trị đời đời đó là cái kiến thức của mình. Không phải là chúng ta hẹp hòi chỉ lo, chỉ suy nghĩ đến Chúa mà thôi. Cũng không phải hẳn là như vậy. Nhưng mà tôi muốn chúng ta nhận biết là cái phần giá trị, cái tiên đó là chúng ta hãnh diện, chúng ta phước hạnh, chúng ta được biết về Chúa. Nhưng mà cái phần phần kinh thánh này không nói là các ngươi nhận biết, ta viết cho các ngươi nhưng mà không biết, không viết về cái gì, không nói về cái gì, không nói một chút về cái phải 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 giữ cái luật pháp nào, nhưng mà chỉ ám chỉ về cái người cao tuổi đó là phải có cái vai trò, có cái trách nhiệm về cái sự nhận biết, có nghĩa là phải trỗi hơn. Đặc biệt trong cái phòng room của chúng ta là người quản nhiệm, là người mục sư thì càng 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 liên quan rất là nhiều trong vấn đề này. Để làm gì? Để tức là chúng ta sẽ ban cho những gì mà chúng ta có. Cái phần này thì tôi cầu nguyện rất là nhiều ngày, rất là nhiều ngày về phân đoạn kinh thánh này. Thì càng cầu nguyện thì Chúa càng bày tỏ là về cái trách nhiệm, về cái trọng trách. Nếu như cái sự nhận biết chúng ta hạn hẹp thì chúng ta cũng phân phát lời Chúa với dân sự rất là hạn hẹp. Hoặc là nếu như sự nhận biết chúng ta sai lệch thì chúng ta cũng đem cũng đưa dân sự gọi là sai lệch. Thì càng ngày tôi càng thấy cái sự nhận biết về Đức Chúa Trời, tất nhiên là chúng ta có thể biết nhiều, có thể biết nhiều, nhưng mà không thể nào chúng ta nói công bố là chúng ta biết hết về Đức Chúa Trời. Có thể người biết ít biết nhiều nhưng mà không ai dám tuyên bố rằng là biết hết về Đức Chúa Trời. Đó là bản thân tôi khẳng định là như vậy. Không ai, không một vị mục sư nào dám tuyên bố là biết hết về Đức Chúa Trời. Từ chỗ đó thì mới đây thì tôi có gặp một sư về Việt kiều mình trong cái chương trình thi vào 360 câu, thì ông nói là người cha người bố cũng là cả tuổi cao tác lớn mà vẫn còn học,
Thì chính cái câu đó thì tôi liên tưởng đến cái phần này là cả người và cao tuổi thì tôi nghĩ là biết rất là nhiều, nhưng mà tại sao họ vẫn còn học? Lý do là biết về mọi thứ trên trần gian này sẽ hết, sẽ thôi, sẽ tới đó thôi, nhưng mà biết về Đức Chúa Trời thì không ai dám công bố là biết hết về Đức Chúa Trời được. Cảm ơn Chúa. Cái phần này thì tôi muốn nhấn mạnh là thứ nhất là cái sự nhận biết để làm gì, vì cái trọng trách của chúng ta rất là lớn, để công bố, để ban phát, để truyền đạt cho thế hệ sau. Thì từ cái chỗ đó thì cái phần mà chúng ta muốn học đó là phải gọi là phải đầu tư, phải cố gắng để mà truyền đạt cho nó, không phải là tốt hơn mọi người, cho nó kết quả trước mặt Chúa, kết quả trước mặt Chúa. Về phía phần thứ hai thì về phía gọi là thế giới trẻ, thì mặc dù họ ở đây thì sứ đồ Giăng nói rằng là nói về chỉ về về sức lực, về hão thắng của thế giới trẻ, nhưng mà cái nguồn lực, cái nguồn vốn thì nó phải có từ từ các phù lãm. Thì cái sự mạnh mẽ, vì cái sức mạnh của sứ đồ Giăng muốn nói là thế giới trẻ thắng, thắng đó là thắng ma quỷ chứ không phải. Ở đây thì tôi không nói nhiều về về giới trẻ, vì cái nội dung của phần này là thứ nhất là nhận biết, thứ hai là đắc thắng hoặc là hành động. Chúng ta nhận biết đúng thì hành động đúng, nhận biết gọi là xác quyết như thế nào thì chúng ta hành động xác quyết như vậy. Tôi thí dụ như là mình đi một đoạn đường nào đó khoảng 50 cây số, chúng ta rất là rành con đường đó, mình đi rất là an tâm, không suy nghĩ, không lo lắng gì hết. Khi mà chúng ta cái đoạn đường đó chúng ta u ám lu mờ thì mình đi với cái tinh thần đi rất là lo lắng. Đó là cái kinh nghiệm mà bản thân tôi sống và hành động. Bất cứ cái thứ gì, điều gì mà mình nó u ám lu mờ, mình hành động, mình làm nó không được gọi là mạnh mẽ lắm, xác quyết lắm. Đó là cái kinh nghiệm của đời sống xác thịt. Thì lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Ở đây thì cái phần này thì giống như là sứ đồ Giăng phải 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 đưa ra một cái trách nhiệm của một con người, một cái thứ một cái bậc tuổi, nhưng mà trong hệ thống hội thánh thì cũng vậy. Quản nhiệm mục sư, giáo hạt, giáo khu, như riêng về cái nhận biết về Chúa ở trong sứ đồ Giăng này thì không nói về cái cấp bậc trong hội thánh, mà nói là vai trò của tuổi tác thì đã là như vậy rồi, thì huống chi là các cấp bậc trong hội thánh thì càng phải nói là phải 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 càng gấp 9 gấp 10 trong cái tuổi mà sứ đồ Giăng đưa ra rồi. Nó quan trọng, rất là quan trọng, vì bản thân tôi thường nhắc nhở các nhân sự, mình chỉ quản nhiệm một linh hồn thôi, thì vì lý do là một linh hồn Chúa cũng 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 trả giá y như vậy. Một linh hồn của tội nhân thì Chúa cũng chịu chết, giống như là cả 8 tỷ người trên thế giới này, Chúa cũng chịu chết, chịu hy sinh y như vậy. Cho nên cái việc cái giá trị của huyết của Chúa Giêsu thì cũng đồng nghĩa với việc mà tương xứng với cái việc mà chúng ta nói về lời Chúa để người khác được cứu. Đó là cái phần phần phụ thêm nữa chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta sẽ học thêm ở Ti Phi Nhất đoạn 4. Tôi xin đọc câu 11 cho hết. Kìa là điều con phải trao truyền và dạy dỗ, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm,
sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri, nhân hồ trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền độ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa. Đây là phân đoạn mà tôi muốn bổ sung thêm cái phần này. Cảm ơn Chúa về cái lĩnh vực mà chúng ta sống trên thế gian này thì có thể chúng ta chịu đựng, chấp nhận người ta khinh dễ vì nghèo, vì thiếu, vì thế này thế nọ, nhưng mà về cái lĩnh vực nhận biết về Chúa thì riêng bản thân tôi thì không thể nào mà chấp nhận được. Có nghĩa là mà có thể người ta khinh thường, nhưng mà mình không có gọi là mặc kệ, mình phải gọi là phải chốc lòng, phải nỗ lực, vì cái phần này nó liên quan đến về 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 cái cuộc tranh chiến, vì vì mình cần phải có vốn, có giống như là có vũ khí mình mới đối địch với ma quỷ. Vũ khí đó là về Đức Trời, về lời Chúa thì mình mới đủ gọi là nguồn vốn. Và tôi dùng cái hình ảnh mình đang xem tin tức chiến tranh Nga và Ukraine, thì bản thân cái người ra nó mạnh không phải là con người của Ukraine, mà nó mạnh về cái vũ khí phương Tây đến mới còn đến ngày hôm nay. Đó là hình ảnh rất là thực tế. Nó nhờ cái gọi là vũ khí tân tiến, mặc dù con người ít, số ít, nhưng mà mạnh đó là về cái vũ khí. Có vũ khí rồi, rồi học, tôi phải nói là học cái kiến thức để mà sử dụng vũ khí rất là nhanh, tốc hành thì biết sử dụng. Đó là cái dùng hình ảnh đó để mà nói về cái cuộc chiến. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đang có một cái cuộc chiến với ma quỷ. Thứ nhất là chúng ta đang có cuộc chiến với ma quỷ, thứ hai nữa là chúng ta đang mang một cái trọng trách, đó là truyền đạt lời Chúa. Nếu như chúng ta không phải là người trách nhiệm hội thánh thì cũng là người trách nhiệm với người cháu, người con của mình. Vì ở đây cái phần tiêu thê thì nói nhấn mạnh nhiều về trọng trách của những người lãnh đạo trong hội thánh. Vấn đề thứ nhất là Phaolô khuyên Timôthê là đừng có chấp nhận là để người ta coi con là người trẻ tuổi. Cái người trẻ tuổi không hẳn nói về cái tuổi ít, mà cũng nếu mà mình suy nghĩ thêm cái ý nghĩa là hiểu biết về Chúa gọi là ít ỏi quá, hoặc là giới hạn quá, thì từ chỗ đó thì ông Phaolô khuyên về tiên thê để mà tiên thê có một cái động lực, có một cái cố gắng tiếp tục. Cảm ơn Chúa trong buổi sáng hôm nay thì mình quay lại về về phần dân, thì mình thấy là tôi chỉ nói hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sự nhận biết, thứ hai là về sự hành động. Đó là cái phần chia sẻ của buổi sáng hôm nay. Rồi cái phần phụ thêm nữa là trong Timothée mà chúng ta vừa vừa học thì ở đây thì nói thêm về, thứ nhất là mình không có gọi là chấp nhận cái giới hạn, thứ hai nữa là cái trọng trách, cái vai trò đó là được một đời sống gọi là làm gương. Làm gương thì cái nghĩa làm gương này càng gọi là càng càng cũng nói rõ về cái sự hành động, làm gương, mà có nghĩa là cái gì mình nói mình cũng phải làm trước. Mình nói gọi là có cái ý lực, có ý quyền trừ khi mình đã làm. Đó là điều mà rất là thực tế. Ngày hôm nay tôi không có thể nào mà nó nói gọi là chỉ tên,
có những chi hội gọi là một cái người lãnh đạo mà không biết gọi là dân phong mười là gì hết. Tôi nói về lãnh vực chém giết thôi, đó là họ rất là gọi là quên đi, nói rất là nhiều, nói rất là hay, nhưng mà cái việc làm gương thì rất là hạn hẹp. Cho nên trong bài học buổi sáng này thì tôi chỉ nói hai điều, đó là sự nhận biết và hành động. Thì ở đây cái phần tuyên thệ thì cũng nói tương đương như vậy, là nhấn mạnh về cái sự gọi là làm gương. Làm gương mà cái đối tượng mình làm gương thì nó cũng có hai, gọi là hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là cái người nghe mình, nghe mình có nghĩa là cái người chúng ta đang chăm sóc, hoặc là cái người gần gũi với chúng ta, hoặc là trong chung một niềm tin của chúng ta, đó là các dân sự Chúa. Thứ hai là dân ngoại. Ở đây dùng cái từ thiên hạ rất là rộng. Mình vừa làm gương cho tín đồ và cũng là gương cho thiên hạ nữa, để người ta thấy, không phải là thấy đời sống của mình mà là thấy Chúa ở trong mình, và đặc biệt nữa là thấy những gì mà chúng ta đang nói. Khi người ta tin là sự thật như vậy thì chúng ta cũng cùng chứng kiến về cái điều chúng ta hành động trong những cái gì mà chúng ta đang nói. Cho nên mình có thể nói rất là nhiều, có khi mình không kiểm soát mình đang nói gì. Vấn đề là chúng ta luôn luôn, cái điều chúng ta cần kiểm soát đó là chúng ta nói cái gì, làm được cái gì, đó là một cái vấn đề. Đó là một cái vấn nạn thực, rất là thực tế ở đây, cũng nhờ các vị mục sư cầu nguyện. Thực tế ở đây vấn nạn tôi thấy là nặng nề nhất là cái lĩnh vực nói về đời sống yêu mến Chúa, nhưng mà cái yếu nhất đó là họ không có thực hiện đúng những gì Chúa muốn. Đặc biệt nhất là tôi thấy là trong lĩnh vực dân dân hiến. Mình không phải là hội thánh nặng nề về tiền bạc, nhưng mà về cái khía cạnh gọi là nói và làm, thì cái điều đó là điều phải nói là trầm trọng nhất. Cho nên mặc dù tôi đi hơi lạc, nhưng mà tôi chỉ ra cái phần nhận biết, cái phần hành động, nó cần phải gọi là song song với nhau, đi đôi với nhau. Về cái phần kết luận ở trong gia cơ có nói như vậy, đó là đức tin. Đức tin có nghĩa là lòng tin, không có việc làm thì nó phải buộc nó phải chết, có nghĩa là phải quên lãng, không có giá trị gì cả. Nếu như một người nói có đức tin thì đồng thời cũng phải có việc làm. Thì cảm ơn Chúa, cảm ơn các vị mục sư rất cần sự bổ sung, sự bày tỏ thêm trong lời Chúa trong buổi sáng nay. Tôi xin hết bao nhiêu lời cảm ơn các vị mục sư đã có lắng nghe. Xin giao lại cho mục sư hướng dẫn chương trình mục sư các em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta đã học bài học ở trong văn nhất đoạn 2 câu 12 đến câu 14 với tựa đề mà mục sư có đặt ra buổi sáng hôm nay, đó là nhận biết và hành động, nhận biết Chúa và hành động. Như vậy câu hỏi chúng ta đặt ra tại nơi đây, vậy tại sao nhận biết Chúa là vô cùng quan trọng cho các thế hệ của các con cái của Chúa? Thì qua bài học thì chúng ta cũng thấy được rằng là nhờ danh Chúa, là con cái bé mọn thì nhờ danh Chúa mà được tha tội, rồi các父老thì đã biết Chúa có từ lúc ban đầu, rồi các con trẻ thì họ đã biết Đức Chúa Cha, rồi những người trẻ tuổi là những người nam nữ thanh niên thì đã đắc thắng được ma quỷ, họ có sự mạnh mẽ là vì cớ lời Chúa ở trong lòng của họ. Nên ở tại đây chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì qua bài học sáng hôm nay thì mục sư Thơ cũng cho chúng ta nhấn mạnh cho chúng ta, đó là vai trò trách nhiệm của các thế hệ đối với thế hệ sau mình, để không chỉ thế hệ của mình biết Chúa mà thôi,
nhưng mà thế hệ sau, thế hệ con cháu của mình phải là những người mạnh mẽ hơn, phải là những người đắc thắng ma quỷ. Tại sao điều này là quan trọng? Vì nhận biết Chúa là quan trọng. Tại vì khi chỉ khi tin Chúa Giêsu thì tội lỗi mới được tha. Ở trong Văn Nhất đoạn 3 câu 23 đó. Rồi chỉ có tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì họ mới có được sự sống đời đời. Tại mình tin Chúa để chúng ta ước ao có được sự sống đời đời. Chúng ta nhìn lại trong Văn Nhất đoạn 5 câu 13. Rồi Công Vụ đoạn 4 thì chúng ta cũng học biết được rằng ở dưới trời thì chẳng có đấng cứu rỗi nào khác để chúng ta nhờ danh đó mà được cứu. Do vậy thì chúng ta nhờ cậy danh của Chúa, và các thế hệ biết Chúa rất là quan trọng, và chúng ta tạ ơn Chúa về những điều này. Chúa nhắc nhở tôi là đây là viết khi mà tôi suy gẫm đây là Chúa ơi viết gì? Chúa nói là nếu mà muốn biết Chúa viết là giữ điều răn Chúa. Ở đây là câu 3 đoạn 2 câu 3. Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài ấy là tại chúng ta giữ điều răn Ngài. Chúng ta giữ điều răn của Chúa. Tôi suy gẫm thêm là điều răn Chúa là gì, các chúng ta đã biết rồi. 10 điều răn của Chúa đó là ở dưới nữa là tình yêu thương, tình yêu thương, đó là thứ hai là tình yêu thương. Hỡi kẻ rất yêu dấu ấy chúng phải điều răn mới mà ta đã viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ tức này là anh em đã nghe, đã nghe tức là điều răn. Hay có điều răn đó là yêu mến lẫn nhau. Điều thứ ba nữa là viết, Chúa viết điều gì? Đó là Chúa là sự sáng. Chúa là sự sáng. Cộng một câu câu 6. Câu 6. Câu 5 câu 6. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và rao truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Vì bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm ấy, chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Đó là ba điều. Một điều nữa là Chúa là sự sống, một sự kèm đã chia sẻ rồi. Tôi được học ba điều. Điều thứ nhất là để biết Ngài, thế hệ trẻ cũng như là thế hệ bé mọn và thế hệ cụ lão là cần giữ điều răn của Chúa. Giữ điều răn của Chúa từ cứu ước đến tân ước, điều răn của Chúa được chữ pháp thì Chúa thay đổi, còn điều răn thì Chúa vẫn còn áp dụng đến ngày hôm nay. Điều răn của Chúa tức là 10 điều răn này. Đó là điều răn chúng ta vẫn giữ đến ngày hôm nay, và đó là tình yêu thương. Thứ hai là tình yêu thương với Chúa và với nhau. Thứ ba là ngày thật. Ngày thật, Chúa là ngày thật, chúng ta cũng bước đi ngày thật như Chúa. Chúa ban phước cho quý mục sư. Cảm ơn mục sư Liên. Dạ, kính mời mục sư Gia Hiền hồi nãy. Dạ, cảm ơn mục sư. Cảm ơn Chúa. Ở đây câu 12, trước tiên câu 13 đó là ông dân ông nói là hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Và ở đây Chúa nhắc tôi đến sách tít chương 2. Anh em mở sách Tít chương 2 với tôi, câu kinh thánh để chép. Cũng như vậy, cũng là người già cả trước hết á. Ông Phaolô ông khuyên Tít rằng là: nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ. Cho nên người già cả cần phải tiết độ.
Thường thường người già cả là với trẻ tuổi, hạn tuổi này nó khác khác với tuổi trẻ, cho nên tuổi già chúng ta là muốn hơn là trẻ tuổi như thế nào, mình nói sao mình là người kinh nghiệm cứ như vậy không. Nhưng mà ông Phaolô ông khuyên là người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Trong tiết chương 2 đó là thưa quý mục sư, câu 2 chấp như vậy. Và câu 3 nói là các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Cảm ơn Chúa. Câu 4 tiếp là phải dạy người đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chắn, trông nom việc nhà. Ở đây tôi muốn góp phần thêm trong sách Dân Nhất chương 2, ba hạng tuổi. Và ở đây cũng ông Phaolô ông cũng khuyên tít hãy nên dạy những người già cả, tức là nhờ đầu tiên nhất, và các bà già nữa cũng vậy, phải có thái độ sự thánh. Cho nên người người con người chúng ta là những người mà phụ nữ mà đã cao tuổi rồi đó. Như hồi xưa tôi nhớ mục sư Mai nói thế này này, lúc yêu á, là ngồi ngồi cỏ ở đâu cỏ ở đó, không còn một sợi cỏ nữa, nó hết luôn, nó im lặng, và tới khi về già nó hơn người đàn ông mình dữ dội lắm. Cảm ơn Chúa. Phải tánh nhịn nhục vẹn lành. Cảm ơn Chúa. Và phải dạy người đàn bà trẻ tuổi nữa biết yêu chồng mình nữa. Thường thường người trẻ tuổi là thời bây giờ là ông Phaolô ông biết hết rồi, ông mới ghi trong Kinh Thánh. Phải dạy người đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, phải nết na, trinh chắn, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai từ từ dân ngoại. Cảm ơn Chúa. Tôi xin phép gửi lại cho mục sư Kem. Cảm ơn tất cả quý tôi tớ của Chúa. Buổi hôm nay chúng ta cũng học rất nhiều điều ích lợi cho đời sống tin kính, cho đời sống bước đi theo Chúa của chúng ta. Và đầu tiên mục sư Thọ cũng đã nhấn mạnh buổi sáng hôm nay, đó là vai trò trách nhiệm của các hạng tuổi đối với thế hệ sau mình trong việc nhận biết lời của Chúa. Quả thật đúng như vậy, trong mỗi một cơ đốc nhân thì chúng ta cần phải chúng ta đều có mong muốn được xây dựng một lớp cái thế hệ cơ đốc nhân khác. Và trong bài học sáng hôm nay thì chúng ta cũng học được những thế hệ phụ lão, thì họ biết được đấng từ ban đầu. Những người phụ lão là những người đã lâu năm đi theo Chúa và họ trưởng thành ở trong Chúa. Và nếu mà chúng ta đọc lại Dân Nhất đoạn 1 câu 1 thì chúng ta sẽ thấy là họ đã nghe, là chính tai của họ đã nghe lời Chúa, rồi mắt họ đã thấy là Chúa, đã thấy lời Chúa đó. Rồi họ đã ngắm, không chỉ thấy mà còn ngắm nữa, rồi tai họ đã rờ lời sự sống. Đó là những người phụ lão. Chúng ta cần phải trưởng thành giống như vậy. Chúng ta từng nghe, chúng ta đã nghe, đã thấy, đã ngắm và đã rờ lời sự sống. Rồi trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng lại đời sống tin kính Chúa, đời sống bước đi theo Chúa giống như vậy. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta học được, trong khi trẻ con học hỏi về Chúa cứu thế, nếu chúng ta giúp họ cứ học hỏi về Chúa cứu thế thì họ sẽ tăng trưởng về tài năng để đánh thắng những cuộc chiến với sự cám dỗ. Rồi là những thanh niên thì nếu mà cứ tiếp tục học lời Chúa, tiếp tục học biết lời của Chúa thì họ sẽ cứ tiếp tục thắng trận này đến trận khác, rồi họ tăng trưởng trong mối liên hệ giữa giữa chính đời sống cá nhân của họ với Chúa cứu thế. Rồi các trưởng lão, những người cao tuổi như chúng ta chẳng hạn, vì cớ chúng ta học biết Chúa cứu thế mỗi ngày thì chúng ta được biết Chúa, rồi chúng ta có thêm sự khôn ngoan, rồi để chúng ta có trách nhiệm, có vai trò là chúng ta dạy dỗ lại các thanh niên và bắt đầu một cuộc sống mới. Rồi với tư cách là một cơ đốc nhân thì tất cả các thế hệ đều nhận biết Chúa. Vì cớ nhận biết Chúa là quan trọng trên mỗi một đời sống của
Cơ Đốc nhân, nên chúng ta không dừng lại. Chúng ta có thể chúng ta dừng lại nếu chúng ta là đã là trưởng thành, vì chúng ta đã là nhận được cái chức danh, ví dụ là mục sư nhiệm chức chẳng hạn, chúng ta dừng lại ở đó thì không nên. Mà trách nhiệm của chúng ta phải có trách nhiệm đối với thế hệ kế tiếp của mỗi một chúng ta, hầu cho tất cả các thế hệ họ đều bước đi trong đường lối chính sở Chúa. Và đặc biệt những người phụ lão như chúng ta là phải thực sự giống như ông Văn ở đây, là chúng ta phải điều trước hết là chúng ta phải phải là những người đã nghe, đã thấy, đã ngắm, đã rờ lời sự sống, rồi sau đó chúng ta có trách nhiệm dạy lại những điều đó cho các thế hệ kế tiếp, để họ cũng có kinh nghiệm giống như chúng ta, trưởng thành trong mối liên hệ với Đấng Cứu Thế giống như chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa. Nguyện ngày càng tường mình Giêsu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm, muốn sau bước vết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giêsu, mong sao biết rõ Giêsu, ước thay huyết báu Giêsu tuôn rơi, tường mình đấng đã chết thay vì tôi, ngày ngày học nhiều về Giêsu thôi. Tôi mong am chi thánh y sao thôi, giờ xin thâu đáo tịch hay ai ôi, là do giáo sư thánh linh dạy tôi, biết nhiều hơn về Giêsu, mong sao biết rõ Giêsu, ước thay huyết báu Giêsu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi.